Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải ơi. Và ngày hôm nay thì đã chính thức mở anh Nguyễn Bình tiệc gan rồi. Và Khải đã chuẩn bị cho mình là khoảng 200 cái Nguyễn Bình rồi. Bây giờ Khải ghép thêm 600 cái nữa là cho 1.000 cái để anh Nguyễn Bình nha anh em. Rồi Khải mua ít điện thống kia nha anh em. Mua hồng vàng, ok. Rồi, đi dứt thôi. 600 cái với lại 200 cái đã ép rồi nè. Bây giờ thì đi dứt thôi nè. Ok, ta sẽ đi ép. Đó, để chúng tôi kêu nào phải mua 600 cái. 600 cái 150 90k. Ok. Rồi. Rồi, ép rồi. Ép nữa, ép thêm 600 cái nữa. Dứt. Đó. Ok. Hôm qua ăn 200 rồi, lần này là bát thứ hai nè mày. Bát thứ hai ăn 800 cái tiếp theo. Và còn quá tưởng này nọ. Ok, tí nữa kia này. Mấy nó quá tưởng hết luôn rồi. Thôi không sao. Thì nó ăn đến đâu tới đến đó rồi. Ô, dư đúng mình giờ ho nữa. Ô, giờ ho, à giờ ho bình cửu này là anh tiến mà anh thêm. Rồi. Let's go, let's go, let's go. Chúng ta qua đâu này, anh vài cá đưa cho xe luôn nè mày. Rồi, anh 800 cái nữa nha nè mày. Khui. Kiếm mấy kỹ năng tìm năng cánh ngay. Một hóa minh thật. Cả văn hỏi cá nhân. Ok, quá tử nè mày, được khai lấy cục quá tử khai cái cánh này tìm hàng nè mà. Để tí. Bây giờ lấy cái quá tử cho xe luôn. Có được một quá tử nè. Dứt. Ok. Lên Hoa Sơn chiến đấu nha nè. Rồi, lên Hoa Sơn cái chương tiếp tục anh cho anh em xem. Quá tưởng là đủ rồi nè mày, mặt nạ cũng đây đủ luôn. Rồi, let's go, cắn. Tiếp tục một mặt nạ, tiếp tục mặt nạ, quá tờ hai mặt nạ dữ rồi. Được thêm gì không nè. Ngoài anh lỗ quá trời qua được chỉ vài bình quá tưởng đại với lại thị tinh rồi nè mày. Thị tinh nữa. Duyên tinh, duyên tiểu. Tiền nó lộ. Kỹ năng tầm năng ốc cấp nè. Thiên sơn nè, cắn luôn nè. Quá tủ đài nữa. Này 1.000 cái nè mày, cố gắng ngày hôm nay ra như này. Xe vé số. Số. Vé số. Tình hồng quá thật. Kỹ năng tầm năng ơi, chủ yếu anh cái này lấy kỹ năng tầm năng ốc cấp nè mày. Chứ tầm này mua tại tiền kinh này hơn 2 kim. Bỏ lắm một tập này hơn 7 kim nè mày. Một bộ gần 10 kim á, khoảng đây một bộ cũng tầm kim hơn thôi mà. Trời này rẻ tiền rồi mà. Có tiểu thương, ô tầm này cũng có tiểu thương nữa má. Anh em đang theo dõi anh Evan Bắt 2 này, đừng quên để lại cho Khám lại chia sẻ hỗ trợ nè mà. Evan này Evan 8 tháng 3 và anh em. Đây là Evan Giỏ Ho Hạnh Phúc nè mà. Evan này Evan Xui nè, gọi đơn giản Evan Xui nha. Anh hát này lên 86, 86 còn 96 còn 97. Đâu hàng họ đâu, toàn tiền tốt lộ không vậy. Chào. Kiến năng tiềm năng đâu đang cần kiến năng tiềm năng mà ra vào không giải ta. Tí nữa sẽ có trang sức kháng cả này nọ nữa mà, cũng giống như những sư phụ khác á. Trang sức mặt nạ, trang sức mặt nạ kháng cả năm trang sức rồi này đòi vậy đó. Không gì thay đổi cả. À vừa nhìn thấy Akai hết ấn à. Tí nữa một cái ấn à. Một ấn chanh cho nó khỏe. Vào đào tốn mình nạ lắm rồi, 96 nè. Ông hết cái này chắc còn gần 97. Gần 97 đó cùng. Đâu, kiến năng tiềm năng đâu. Này cái ra hồi sáng phải mua 2 cục tiềm năng rồi nè mày. Hết 500 xu. Được mấy điểm tiềm năng. 10 điểm tiềm năng. Giờ còn kỹ năng rồi nè mày. Còn kỹ năng tên ngoài gió đam. Kỹ năng nào, kỹ năng nào. Kỹ năng ơi, cần 2 cục kỹ năng này mày. Mực nạ nữa. Giờ đại. Tiền thấu lộ. Ồ, còn 400 cái nữa, 300 cái nữa nè mày. Tiền thấu lộ nữa. Nhiên. Trời ơi, phi tóc đại lượng làm như này. Tiền thấu lộ. Úi xời, tổng tiền thấu lộ quá trời kìa. Mực nạ. Úi xời, quá trời. Quá tủ nữa, tiền thấu lộ. Trên đây, là hán. Cánh còn thiết là hán, mấy triệu. 1 triệu kinh nghiệm, 1 triệu 6 kinh nghiệm. Ảnh này là 1 triệu nè, ảnh này mắc là được 1 tỷ rồi nè. Trung bình là 1 triệu một cái. Thủy tinh, trời ơi, đồ đâu đây. Không, cái này tìm đang đâu.
Nhấn rồi, nhấn vào rồi. Lại tiếp là 600. Đâu, nhấn đâu chờ. Xin cập nhấn rồi, đỡ phải mua rồi. Rồi ơi. Nhồi dưới rồi. What the hell, gần mắt rồi, chưa có gì luôn, chưa có nhấn luôn em ơi. Nhấn đâu? 97 nè, lại tiếp tục, tiếp là. Lại thì tin. Trời ơi, chết, không có tinh hồng luôn em ơi. Nó có một viên à. Evan này tốn hết khoảng tầm gần 8 kim nha em ơi. Cả điện tống kim gần 8 kim nha em ơi. 7 cao su với lại ít điện tống kim khoảng gần 8 kim. Ôi, vô gì trời. Không có một cái nhẫn vái cá linh, nó chỉ chán dữ ta. Nhỏ vái cá linh. Vái linh. Vái thiệt đen dữ trời. Hết luôn rồi. Còn hai cái cuối cùng nữa. À, vái thiệt sự. Đen vái cả linh. Hôm qua anh lỗ quá, chẳng qua lỗ cả kim mà nay được gì với mình riêng lại. Có gì như này. Rồi, một cứ một bình này chấm số em. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9. Như cái này mấy bình nữa. À, con kim. Tiếng lò mấy bình này. Tiếng lò này 20 xu cũng bình nhiêu đâu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 bình, 300 xu. Nã quá trời. Nã này cho chứ làm gì. 3 xu. Thủy tinh. Kim 3 thì tinh này đựng kim rưỡi. Đựng kim 6 thì tinh rồi mày. Đây thì tinh cũ. Đựng kim 6, tính ra đựng kim 6 vãi lên. Kim 6 hôm qua được 500 mà được 2 kim. Ôi. 2 kim tính ra lỗ 5 kim rồi. Tiếp tục này mà coi ra cái gì à. Không có một cái gì luôn. Trời, bài boss nè. Kháng cả nè. Trang sức kháng cả nè. Trời, nhỏ vãi. Thế này, chưa mở. Trời, ra thì tin. Trời, toàn rắc không. Nhưng tình hình 300 nữa. Toàn anh Quỳnh lỗ 4 kim này mày. Vãi đàn. What này chứ, cái gì đây. Chiến mã loại người. Nhà đều ép gì đây. Loại ngựa thường hôn giả thường một siêu tầm đó. Người tại thần hóa tương dương. Ừ, cái này là ép ngựa này mày. Rồi, Ton. Hôn bên này 300 cho 500 xu nữa đây. Tính ra thu được khoảng gần 2 kim rưỡi 3 kim đó. Thôi boss này cho 500 xu nữa. Thu được 3 kim. Lỗ thường đường là 5 kim rồi nè mày. Vãi nồi thiệt. Cái này chưa cho anh mới ghê chứ. Cái này anh nó. Ví dụ cái này thường thường có những server khác á. Anh cái này được thêm được 50 cái nữa. Thì nó sẽ gỡ được, gạt được như nào gỡ nè. Cái này chưa được anh. Là nói chung là trước mắt là đang lỗ gần 4 kim hơn rồi. Nói chung là đen quá chịu nè mày, chấp nhận. Vái trướng thôi. Rồi úp cấp nè mày. Gánh tăng tạo vọng tí. Hôm nay mana khá cao, tăng tạo vọng một chút. Rồi úp ít cấp nữa, tăng 2 này nữa mất. Tạo vọng 7 điểm mới đẹp mày. 8 điểm cũng được. Châu châu một tí. Rồi 9 điểm là đẹp nhất, lên điểm là 9 điểm là đẹp, 81 là đẹp. Rồi, tăng vô. Này, 1, 2, 3, 4, 1. Ui, trời nhỏ, đậu xanh đen vái cả trưởng. Anh không có một gì luôn. Rồi, ok, anh em xem video đừng quên đỡ lại Khải một like, chia sẻ, ủng hộ cho anh em ơi. Up 97 rồi, tỏ đánh tống kim cho anh em xem nha. Ok, bye bye, đừng quên đỡ lại cho video của Khải Anh Vinh, một like, chia sẻ, ủng hộ cho anh em ơi. Đúng là Khải nhỏ này mà, quá nhỏ luôn. Anh 1000 cái mà không có một cái nhẫn nào luôn. Hôm qua anh em xem mất 1, anh em biết rồi. Anh 200 cái không có gì, hôm nay 800 cái nữa. Full Vinh mà không có gì luôn. Thật sự là quá nhỏ. Và để coi sao dùng, chưa có dùng sáng ta. Sao dùng sáng ta. Quản lý vùng sáng này, vùng sáng Anh Vinh nè. Bật dùng sáng. Bật dùng sáng thành công. Chiếc tối có rồi nè mày. Xuống ngựa móng canh năm. Mình đang xuống tương đẹp mày. Chiếc tối có dùng sáng rồi. Dùng sáng màu xanh khá đẹp luôn á. Này chưa có chiếc tối rồi. Rồi, hẹn anh em tối gặp lại tống kim giao lưu chơi cho nè mày. Ok, bye bye.